Lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh buôn bán đậu xe ở thành phố Vinh là chuyện không mới. Tuy nhiên câu chuyện đang nói ở đây là sau mỗi đợt ra quân rầm rộ, tốn kém của lực lượng chức năng thì gần như tất cả đường ngang ngõ tắt, tình trạng lấn chiếm vỉa hè diễn ra ngày một nhiều hơn. Điển hình trên các tuyến đường Nguyễn Viết Xuân, khu vực vòng xuyến hải quan, trước cổng trường Đại học Y khoa Vinh, tuyến đường Lê Mao kéo dài hay trước cổng bệnh viện thành phố Vinh, hàng loạt chiếc xe taxi, xe dù, người bán hàng rong đã chiếm dụng hết vỉa hè dùng cho mục đích cá nhân. Những vi phạm này đã thu hẹp lòng đường, che khuất tầm nhìn, vô hiệu hóa các biển báo tín hiệu giao thông nên ảnh hưởng rất lớn đến an toàn cho người và phương tiện lưu thông.